Xin chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube Thái Học Toyota. Quý vị, hôm nay Học xin phép gửi đến cho quý vị mẫu xe Toyota Yaris. Xe này 2018, đăng ký tháng 3 2019 đó quý vị. Một chủ từ đầu, đăng ký biển số thành phố Hồ Chí Minh, xe màu trắng. Toyota Yaris là mẫu xe hatchback được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan cô chú anh chị. Xe lăn bánh được 17.000 cây, xe siêu lướt luôn. Bên Học đang chào bán với mức giá cũng khá là thiện chí cô chú anh chị ha. Gần Tết rồi, bên Học đang chào bán với mức giá chỉ 542 triệu thôi cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào nhanh tay chúng ta đến kiểm tra xe hoặc là cọc xe trước. Bên Học sẽ hoàn tất gói Maruguri sau 10 ngày có thể giao xe cho cô chú anh chị ha. Xe này hiện trạng là chưa hoàn tất Maruguri, mới về Học quay đánh giá chi tiết cái sản phẩm này cho cô chú anh chị nhanh ha. Mẫu xe Toyota Yaris là xài trùng động cơ và hệ thống treo cùng với lại Vios đó cô chú anh chị, nên rất là bền. Đặc biệt hơn nữa là xe này là xe nhập, biển số thành phố Hồ Chí Minh. Toyota Yaris form này form mới nhất cho cô chú anh chị. Xe màu trắng. Khi mà về bên Toyota Tân Cảng, bên Học sẽ kiểm tra lại 176 hạng mục nè, để chi để gia hạn bảo hành thêm cho cô chú anh chị. Còn xe này thì còn bảo hành toàn quốc cô chú anh chị ha. Đăng ký tháng 3 năm 2019. Toyota Yaris. Cô chú anh chị ạ. Xe đó có phim cách nhiệt, ghế da zin theo xe nè. Ghế da thì ghế da đục lỗ zin theo xe cô chú anh chị. Vô lăng thì là bọc da nè. Vô lăng bọc da, hệ thống lạnh tự động, khởi động thông minh nè. Hộp số tự động CVT. Xe mọi chi tiết còn rất là đẹp ha cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào nhanh tay chúng ta sở hữu ngay cái sản phẩm này. Thường thì Học nghĩ là sản phẩm này rất là phù hợp cho các chị em phụ nữ nào ở thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta sẽ có một cái bán kính quay vòng rất là tốt. Xe thì tay nắm cửa mà rơm có nút bấm nè cô chú anh chị. On off rồi là nút bấm hết, không cần sử dụng remote. Xe thì keo chỉ còn nguyên zin hết. Cam kết với cô chú keo chỉ còn nguyên zin ha. Xe này Học mua ở quận 7 nè. Đèn và đèn led phía sau, led trước Brio Roadster. Xe Yaris xe nhập thì chúng ta cũng sử dụng 4 phanh đĩa hết nha cô chú anh chị, vỏ zin theo xe ở tầng 41 năm 2018 nè. Xe được chủ xe nâng cấp lên 4 cảm biến áp suất lớp nè, để chúng ta có thể kiểm tra được áp suất khi chúng ta chạy. Vậy ha, sạch sẽ lắm. Cốp sau chưa ra ha cô chú anh chị, cốp sau còn zin ha, keo chỉ còn zin ha cô chú anh chị ha. Cô chú anh chị mua xe chính hãng thì Học quay cái này để cho cô chú anh chị nào ở xa muốn mua xe online ha. Còn xe chính hãng thì bên Học cam kết hết cô chú anh chị ha. Đây, xe này ấn tượng nhất là cái ống xả đây cô chú anh chị nhìn nè. Cô chú anh chị nhìn thấy mới không? Mới ken ha. Xe này chủ xe lúc mới mua xe anh cũng đã phủ gầm lại rồi đó. Phủ gầm được cái là cô chú anh chị đi đá nó bắn lên không có bị ồn. Còn hệ thống treo phía sau là cô chú anh chị ha, mới tinh nè. Đây những cái matic phủ gầm này đó, xe rất là đẹp ha, bồ đẹp lắm. Bộ mâm phía sau bên phải cũng chưa có chạy xước luôn cô chú anh chị. Bôn 9 tầng thứ 18 nè, keo chỉ về nè, cho anh chị thấy không? Còn mới tinh nè. Chỉ 542 triệu thôi cô chú anh chị ha. Giá rất là hợp lý luôn. Xe 2018 đăng ký 2019, 2018 2019 thì như nhau. Không khác gì cả cô chú anh chị. Đặc biệt hơn là xe này đăng ký ở tháng 3 2019 thì cô chú anh chị sẽ được bảo hành tới 2022. Bảo hành toàn quốc cô chú anh chị. Ở tấp bi tấp lô nghiêm chỉnh nè. Đây những cái móc khóa nè, nó còn 7 màu luôn. Cửa chưa ra nè. Mâm bánh bên đây, trước bên phải cũng chưa chạy ha, mâm zin nè cô chú anh chị. Đèn Brio Roadster, định vị led ban ngày. Đèn cản, cái cụm lưới tăng nhiệt này nhìn nó trông giống Vios thôi chứ không giống nha cô chú anh chị. Lưới tăng nhiệt của Vios nó sẽ nhìn nó không có chất lượng như cái xe này, nó tạo nhiều đường găng hơn cái Vios. Ở đèn Brio Roadster xe 2019 thì Học sẽ lướt nhanh mấy cái này ha, xe này xe mới quý vị ạ.
đó. Cô chú anh chị nào ở thành phố Hồ Chí Minh chúng ta muốn sở hữu chiếc xe hatchback giá rẻ, xe nào đó đăng ký lăn bánh hơn 700 á cô chú anh chị ha. Toyota Yaris, xe trên cũng có cái đùi cá rất là đẹp. Đây học mở cabo. Xe chạy 17.000 thôi chú anh chị. Ở siêu lướt. Ở về bên học cũng vệ sinh. Làm đẹp theo tiêu chuẩn Toyota. Đây là phần xương đầu ha cô chú anh chị ha. Những cái ống nó còn phắn nè. Những cái ống cao su nó còn phắn mới nè. Những cái ống trong đây cô chú anh chị nhìn máy tinh ha. Còn máy phần động cơ. Cô chú anh chị theo mà. Dạ vâng, học sinh nhắc lại đây là mẫu xe Toyota Yaris được sản xuất vào năm 2018, xe đăng ký tháng 3 2019, xe mang biển số thành phố Hồ Chí Minh. Xe này là xe cũ chính hãng và bên học có cấp giấy chứng nhận cho cô chú anh chị không đâm đụng, không ngập nước, không tua km cho cô chú anh chị ha. Và bên học đã hoàn tất xong gói Maruguri cho cô chú anh chị nè và kiểm tra 176 hạng mục, xe làm đẹp lại như xe mới cho cô chú anh chị. Bán với mức giá chỉ 542 triệu đồng. Cô chú anh chị nào tỉnh bên học sẽ bao rút gốc luôn ha cô chú anh chị. Vâng, một lần nữa học sinh kết thúc video tại đây. Xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã cùng học đánh giá qua sản phẩm Toyota Yaris này. Một lần nữa học sinh nhắc lại bên học cô chú anh chị đang có nhu cầu thu mua tất cả các dòng xe cũ ở tất cả các tỉnh, đặc biệt là những xe Toyota thì bên học sẽ mua cao hơn thị trường. Cô chú anh chị yên tâm ha. Và một lần nữa học sinh kết thúc video tại đây. Xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian quan tâm và theo dõi. Học sinh hẹn gặp lại cô chú anh chị ở các clip sau.